Chiều mùng 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn thủ đô. Dự hội nghị có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân. Cùng dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội cho biết: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 500 triệu đồng trên năm, có xã đạt trên 60 triệu đồng người trên năm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng dân tộc miền núi của thành phố được duy trì ổn định. Nhân dân và đồng bào phấn khởi, tin tưởng và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc đã được kiện toàn. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn thủ đô có được bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của thành phố, không thể không kể tới sự cố gắng của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, và đặc biệt là đóng góp tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đến nay, bộ mặt nông thôn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi đã có sự thay đổi rõ rệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện, trường, đường, trạm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng nhanh, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. Tốc độ phát triển kinh tế xã hội các xã vùng dân tộc thiểu số bình quân hàng năm đạt trên 11%, tức là cao hơn bình quân chung của thành phố. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng trên năm và có xã cá biệt có xã đạt 60 triệu trên người trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hệ thống thủy lợi từng bước được đáp ứng yêu cầu cơ bản cho sản xuất và dân sinh. 100% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt và từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất. 65% người dân được sử dụng nước sạch, 35% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. 100% số xã có điểm lưu điện. 100% các thôn có đường dây điện, điện thoại internet đến từng thôn, các hộ gia đình, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc. 13 trên 13 xã của thành phố đều đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Nhiều nơi bộ mặt làng bản có nhiều khởi sắc, thay ra đổi thịt. Bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số được duy trì và phát huy. Tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ghi nhận, biểu dương và cảm ơn cơ quan công tác dân tộc của thành phố và các huyện. Các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố ban hành chính sách và tổ chức thực hiện thắng lợi các chính sách dân tộc, góp phần tích cực vào sự phát triển của vùng dân tộc thiểu số tại thủ đô trong 15 năm qua. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2021-2025, chương trình được phân bổ là 1.500 tỷ đồng cho 99 dự án từ nguồn vốn xây dựng cơ bản để thực hiện nội dung đầu tư về hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, thành phố đã hỗ trợ là 974,2 tỷ đồng cho 81 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã hoàn thành số hỗ trợ vốn cho 76 dự án. Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao bằng khen của Ủy ban Dân tộc tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Cũng tại hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tới các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong 15 năm qua trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội nghị cũng trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc tới 55 cá nhân.